Chào bạn người Mỹ của tôi. Tôi đã nói rằng đã được truyền cảm hứng từ những người Mỹ khả ái trên khắp đất nước của chúng tôi. Cộng đồng của chúng tôi là lòng tốt và lòng dũng cảm, lòng tốt và ân điển trong hai năm tuyệt vời nhất thật không thể nào quên. Và tôi kết thúc quãng thời gian sống trong ngôi nhà trắng. Tôi nghĩ về tất cả những người tôi đã đưa về nhà trong trái tim mình và những câu chuyện đáng kinh ngạc của họ về tình yêu. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của những người lính trẻ tuổi đã nói với tôi với niềm tự hào trong mắt của họ yêu thích phục vụ đất nước này, đến mọi người thành viên trong gia đình quân nhân đáng kinh ngạc của chúng tôi. Anh hùng của bạn, và anh ấy sẽ luôn ở trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi. Tôi nghĩ đến tất cả các thành viên cơ quan thực thi pháp luật để chào đón những chúng tôi ở mọi nơi. Chúng tôi đến mọi giờ, mọi ngày. Họ đứng bảo vệ để giữ cho cộng đồng của chúng tôi an toàn, và chúng tôi nhớ mãi mãi trong các táp mà tôi đã xúc động. Còn tôi đến thăm trong các bệnh viện và trung tâm săn sóc nuôi dưỡng, ngay cả khi phát hiện bệnh tật khó khăn hoặc gặp thử thách. Chúng mang lại niềm vui cho mọi người, món thịt. Hãy tưởng nhớ những bà mẹ căn bệnh hiểm nghèo do nghiện chất dạng thuốc phiện và vượt qua những gian khổ khó tin vì tình yêu thương con. Tôi nghĩ điều này có ý nghĩa giải thích vì rất khiêm tốn khi có cơ hội đại diện cho quốc gia là một dân tộc tốt bụng hào phóng khi tiếp tục đối đầu với đại dịch. Tôi nghĩ các y tá săn sóc sức khỏe, các chuyên gia như công nhân, thợ lặn, xe tải và rất nhiều người đang làm việc để cứu mạng sống. Chúng tôi đau buồn những gia đình mất người thân vì đại dịch, mà cuộc sống của mọi người đều đáng quý. Và tôi yêu cầu tất cả người Mỹ hãy thận trọng và ý thức chung để bảo vệ thế giới hàng triệu tai nạn. Và tôi cũng sẽ được đưa đến giữa cô ấy. Chúng tôi đã thấy những gì tốt nhất của người Mỹ tỏa sáng thông qua học sinh đã làm thẻ và giao hàng hóa cho những người lớn tuổi của chúng tôi. Các giáo viên đã làm việc chăm chỉ gấp đôi để giữ cho trẻ học tập. Gia đình đã đến với nhau cung cấp bữa ăn tiện nghi, và tình bạn cần có nhị quyết trong mọi việc bạn làm. Nhưng hãy luôn nhớ rằng bạo lực là không bao giờ có câu trả lời, sẽ không bao giờ được biện minh. Khi tôi đến Nhà Trắng, suy nghĩ về trách nhiệm mà tôi luôn cảm thấy với tư cách là một người mẹ, khuyến khích bạn sức mạnh và giá trị hòa bình của lòng tốt nghĩa vụ như người lớn và cha mẹ con cái, tạo những cơ hội tốt để dẫn dắt đến cuộc sống lành mạnh, niềm đam mê giúp trẻ ra mắt công cụ tốt nhất để phục vụ, vì người Mỹ đang làm tất cả những gì có thể chăm sóc thế hệ tiếp theo được tốt lành là an toàn trực tuyến. Và tất cả những hành vi lạm dụng trong vài năm ngắn ngủi, tôi đã nâng cấp về trách giữ trẻ nhà tiên trực tiên an toàn không thể trách khỏi trên các quốc gia của chúng tôi, theo dõi Amadeus và cách đối tác đến cuộc sống của những người mới thành niên. Và gia đình của chúng tôi đã đưa ra tiếng nói. Những người trẻ khủng khiếp nhất của chúng tôi trong hệ chăm sóc quốc tế tốt nhất hãy giải quyết thành một nền tảng, khuyến khích các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận về vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em và cho phép chúng chia sẻ giải pháp thật dinh dự khi được đại diện cho người Mỹ nước ngoài. Tôi trân trọng mọi kinh nghiệm của tôi và những người truyền cảm hứng mà tôi đã gặp trên đường đi khi tôi nói lời chia tay vào ngày mai. Khi tôi nói lời chia tay vào với một tư cách đệ nhất phu nhân,
Đó là niềm hy vọng chân thành của tôi rằng mọi người Mỹ sẽ làm phần việc của họ để dạy cho con cái của chúng ta ý nghĩa tốt nhất. Tôi khuyến khích bậc cha mẹ để giáo dục con cái của bạn về những anh hùng nghĩa hiệp và vị tha, những người hy sinh để biến đất nước này trở thành vùng đất của tự do và lãnh đạo bằng tấm gương quan tâm đến những người khác trong cộng đồng và của NATO thuộc về tất cả của chúng ta. Đánh mất sự chính trực và giá trị của bạn, tận dụng mọi cơ hội để thể hiện sự cân nhắc dành cho những người khác và trở thành một thói quen tốt đúng nghĩa sống với trong một hoàn cảnh. Yêu cầu mọi người Mỹ trở thành một đại sứ tập trung nhất vào những gì đoàn kết chúng ta ngày nay, là các thiết bị để luôn chọn tình yêu thương hơn hận thù, hòa bình trước bạo lực, và những người khác trước chính bạn, cùng nhau như một gia đình quốc gia. Chúng ta có thể tiếp tục là ánh sáng hy vọng cho các thế hệ tương lai và mang di sản của những người Mỹ đã phát triển đất nước của chúng ta lên tầm cao lớn nhất thông qua tinh thần của dũng cảm và đôi chân của chúng ta. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự ghi công của tôi đối với các được phục vụ như là đệ nhất phu nhân của bạn cho tất cả người dân, tất cả đất nước này sẽ trở ở trái tim mãi mãi. Cảm ơn bạn, Chúa phù hộ cho bạn và Chúa phù hộ cho nước Mỹ. My fellow Americans, it has been the greatest honor of my life to serve as First Lady of the United States. I have been inspired by incredible Americans across our country who lift up our communities through their kindness and courage, goodness and grace. The past 4 years have been unforgettable. As Donald and I conclude our time in the White House, I think of all of the people I have taken home in my heart and their incredible stories of love, patriotism, and determination. I see the faces of brave young soldiers who have told me with their pride in their eyes how much they love serving this country. To every service member and to our incredible military families, you are heroes, and you will always be in my thoughts and prayers. I think of all of the members of law enforcement who greet us everywhere we go. At every hour of every day, they stand guard to keep our communities safe, and we are forever in their debt. I have been moved by children I have visited in hospitals and foster care centers. Even as they fight difficult illnesses or face challenges, they bring such a joy to everyone they meet. I remember the mothers who have battled the disease of opioid addiction and have overcome incredible hardships for love of their children. I have been inspired by the devoted caregivers for babies born with neonatal absence syndrome and communities that give these children the support and care they need to grow. When I think about these meaningful experiences, I'm humbled to have had the opportunity to represent a nation with such kind and generous people. As the world continues to confront the COVID-19 pandemic, I thank all of the nurses, doctors, healthcare professionals, manufacturing workers, truck drivers, and so many others who are working to save lives. We grieve for the families who have lost a loved one due to the pandemic. Every life is precious, and I ask all Americans to use caution and common sense to protect the vulnerable as millions of vaccines are now being delivered. In the midst of hardship, we have seen the best of America shine through. Students have made cards and delivered groceries to our senior citizens. Teachers have worked twice as hard to keep our children learning. Families have come together to provide meals, supplies, comfort, and friendship to those in need.
Be passionate in everything you do, but always remember that violence is never the answer and will never be justified. When I came to the White House, I reflected on the responsibility I have always felt as a mother to encourage, give strength, and teach values of kindness. It is our duty as adults and parents to ensure that children have the best opportunities to lead fulfilling and healthy lives. The passion for helping children succeed has driven my policy initiatives as First Lady. I launched Be Best to ensure that we as Americans are doing all we can to take care of the next generation. Be Best has concentrated on three pillars: well-being, online safety, and opioid abuse. In a few short years, I have raised awareness of how to keep children safe online. We have made incredible progress on our nation's drug epidemic and how it impacts the lives of newborns and families. And we have given a voice to our most vulnerable children in their foster care system. Internationally, Be Best has evolved into a platform that encourages world leaders to discuss issues impacting the lives of children and allows them to share solutions. It has been an honor to represent the American people abroad. I treasure each of my experiences and the inspiring people I have met along the way. As I say farewell to my role as First Lady, it is my sincere hope that every American will do their part to teach our children what it means to be best. I encourage parents to educate your children about the courageous and selfless heroes who worked and sacrificed to make this country the land of the free, and to lead by example and care for others in your community. The promise of this nation belongs to all of us. Do not lose sight of your integrity and values. Use every opportunity to show consideration for another person and build good habits into your daily lives. In all circumstances, I ask every American to be an ambassador of Be Best, to focus on what unites us, to raise above what divides us, to always choose love over hatred, peace over violence, and others before yourself. Together, as one national family, we can continue to be the light of hope for future generations and carry on America's legacy of rising our nation to greater heights through our spirit of courage, goodness, and faith. No words can express the depth of my gratitude for the privilege of having served as your First Lady. To all the people of this country, you will be in my heart forever. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.